Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán rằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm số có hai chữ số. Sao cho cộng nè hai chữ số đó lại thì bằng 7. Được thì được 7, chính là bằng 7 đó các bạn. Cái bước đầu tiên mình lấy ví dụ về số có hai chữ số trước. Ví dụ như 10, 12. Thì cách 1, các bạn đếm với mình. Thì các bạn đếm từ tay phải sang tay trái, gồm có 1, 2. Cách 2 đó là nhổ bỏ số hàng của nó. Thì số hàng thì gồm từ tay phải sang tay trái thì gồm có hàng đơn vị nè, tiếp theo hàng chục nè. Vậy số có hai chữ số phải đảm bảo thuộc hàng đơn vị và hàng chục. Ok chưa ạ? Và kiến thức tiếp theo các bạn cần nhớ, đó là mỗi con số trên thế gian đều được tạo bởi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và cái dãy số này được sắp xếp từ bé đến lớn, từ bé đến lớn. Ý nói là 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, vân vân và vân vân. Vậy cái số lớn nhất trong cái dãy số này chính là số 9, và cái số bé nhất trong dãy số này là số 0. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ đọc lại đề lần nữa. Tìm số có hai chữ số, sao cho khi cộng hai chữ số đó thì số có hai chữ số gồm có hàng đơn vị nè và hàng chục. Ý nói hàng đơn vị cộng hàng chục phải bằng 7. Mà mình biết rằng hàng đơn vị hay hàng chục đều có số từ 0 đến 9. Thì đây là tổng. Thì các bạn hãy xác định giúp mình xem coi số nào nha các bạn. Số nào từ 0 nè đến 9 cộng lại ra bằng 7. Khi mình ví dụ lấy hàng đơn vị là 0 thì hàng gì ạ? Hàng chục là mấy để ra 7 ạ? 0 cộng mấy ra 7 ạ? Muốn biết thì các bạn lấy 7 trừ 0 là 7, được chưa ạ? Rồi tương tự số, vậy mình sẽ có gì ạ? Số 70 có 07 không ạ? Mà đổi vị trí lại có 07 không ạ? Không. Vì sao ạ? 07 thì chỉ trong toán người ta biết là 7 mà thôi. Vậy số có 1 chữ số. Ok chưa ạ? Rồi tiếp tục. Số 0 xong rồi tới số 1. Thì 1 cộng mấy bằng 7? Thì các bạn lấy 7 trừ 1 ra là 6. Vậy mình sẽ có số là 16 hoặc là 61. Được chưa ạ? Tiếp tục 2. Thì mình sẽ cộng mấy ra 7 ạ? Lấy 7 trừ 2 được 5. Vậy mình sẽ có 5, 2 và 2, 5. 2, 5. Tiếp tục như vậy 3 cộng mấy ra 7 ạ? Lấy 7 trừ 3 được 4. Thì mình sẽ có là 3, 4 và 4, 3. Tiếp tục như vậy mình sẽ có 4 cộng mấy để bằng 7 ạ? Cộng 3. Thì các bạn thấy điều gì ạ? Nó sẽ trùng lại. Tiếp tục như thế các bạn sẽ thấy nó sẽ trùng lại. Vậy số có hai chữ số thỏa mãn tổng hai chữ số đó bằng 7 là có 16 nè, 61 nè, 52 nè, 25 nè, 34 nè, 43 nè và 70. Ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.